Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tạp chí Hi-Fi TV. Trong các số trước, chúng tôi đã nói đến vai trò của một nguồn điện sạch đối với hệ thống âm thanh. Người chơi bình thường chỉ có thói quen đầu tư cho âm ly, loa, dây tín hiệu audio hay đầu đọc mà bỏ qua tầm quan trọng của bộ lọc nguồn. Họ đã quên rằng nguồn điện chính là khởi nguồn của mọi loại âm thanh. Và muốn có âm thanh hay thì bắt buộc phải có một nguồn điện sạch và ổn định. Để đạt được chất âm tuyệt đỉnh, khai thác hết các thế mạnh của hệ thống âm thanh, dân chơi âm thanh không ngại đầu tư những thiết bị cách ly, lọc nguồn cùng với các loại dây dẫn có giá trị, thậm chí ngang bằng với những bộ âm thanh đẳng cấp. Trong số này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một dòng sản phẩm ấn tượng nhất trên thị trường hiện nay, đó là thiết bị lọc nguồn Niagara 1000, 5000 và 7000 của hãng AudioQuest. Từ năm 2016, với Niagara, AudioQuest ngày một lấn sâu hơn vào mảng thiết bị lọc nguồn. Dòng sản phẩm này được gọi bằng cái tên khá kêu, hệ thống triệt tiêu nhiễu ồn, dùng nguồn điện trở kháng thấp. Lọc nguồn của AudioQuest không chỉ phân tán nhiễu ồn từ dòng điện xoay chiều mà còn có thể loại trừ ảnh hưởng của nhiễu điện từ và nhiễu sóng radio. Ngoài việc khuếch đại âm thanh, Niagara còn duy trì trở kháng thấp cho dòng điện xoay chiều, tăng cường khả năng loại bỏ nhiễu ồn của hệ thống. Sở dĩ nhấn mạnh vào yếu tố trở kháng thấp bởi vì đó là đặc điểm để các thiết bị Niagara không gây ra hiện tượng nén dòng. Gus Powell, người thiết kế dòng Niagara và các dây nguồn thế hệ mới của AudioQuest cho biết, power amp thường khó đáp ứng được công suất đỉnh của loa vì loa ngày nay hoạt động kém hiệu quả. Bên cạnh đó, hầu hết các lọc nguồn xuất hiện trong vòng 20 năm trở lại đây khiến tình hình này ngày càng trầm trọng hơn bởi chúng có thể gây nén dòng hoặc méo phi tuyến tính. Do đó, đối với riêng dòng Niagara, Gus Powell đã thiết kế mạch chỉnh dòng tức thời để có thể cung cấp dòng điện tức thời với cường độ đỉnh lên tới hơn 90A, đủ sức đáp ứng cho các hệ thống âm ly tiêu hao nhiều năng lượng. Tuy nhiên, đó chỉ là chức năng phụ của Niagara. Nhiệm vụ chính của thiết bị này vẫn là loại bỏ nhiễu khỏi dòng điện. Với chức năng này, cả 3 thiết bị của AudioQuest đều được trang bị những công nghệ tối tân nhất để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mang hình dáng của một bộ ổ cắm, Niagara 1000 thực chất là một bộ lọc nguồn cỡ nhỏ, sử dụng những công nghệ được áp dụng chung cho cả dòng. Bộ ổ cắm này đem đến cho người sử dụng sự tiện lợi đáng kể. Nó có thể gắn được trên giá hay trên tường, tiết kiệm tối đa diện tích mặt sàn, đảm bảo độ an toàn cho người sử dụng và không ảnh hưởng đến mỹ quan tổng thể của phòng nghe nhạc. Đối với Niagara 1000, lõi dây dẫn và những ổ cắm rất được chú trọng về thiết kế và vật liệu cấu thành, cũng như phần lớn các sản phẩm khác của hãng. Lõi dây dẫn của Niagara 1000 là lõi đơn dạng rắn, mang mức trở kháng siêu thấp để hạn chế nhiễu ồn ở mức tối đa. 6 rắc cắm đầu ra và rắc cắm đầu vào của Niagara 1000 đều có chân rắc được làm từ hợp kim đồng beryllium mạ bạc, đảm bảo chống ăn mòn cũng như độ chắc chắn khi cắm thiết bị. Nếu để ý kỹ, người dùng sẽ thấy có một ổ cắm đứng riêng với dòng chữ Hikurin. Đây là ổ cắm chuyên biệt dành cho các thiết bị đòi hỏi tiêu hao nhiều năng lượng như âm ly hay receiver. 5 ổ còn lại được áp dụng công nghệ lọc siêu tuyến tính hay triệt tiêu nhiễu ồn dây tiếp mát dành cho các thiết bị ít tiêu hao năng lượng như đầu CD, TV, máy vi tính hay máy quay đĩa. Dù vậy, trong nhiều trường hợp, việc cắm thêm âm ly hay loa công suất lớn vào 5 ổ này vẫn đem đến kết quả rất khả quan. Mạch lọc siêu tuyến tính kết hợp với các bộ lọc vi sai dùng tụ điện lọc nhiễu sóng RF chính là điểm nổi bật của Niagara 1000. Nhờ những công nghệ này, Niagara 1000 có thể ngăn được nhiễu ồn xuất hiện trên dây nóng và dây nguội do nối dây tiếp đất vào mạch, cũng như giảm nhiễu ồn trên một khoảng rất rộng, kéo dài 18 quãng 8, đảm bảo đem đến nguồn điện sạch nhất cũng như âm thanh hoàn hảo nhất. Không như Niagara 1000, ấn tượng mà Niagara 5000 và 7000 đem đến là hình ảnh những cỗ máy với vẻ ngoài đồ sộ, ấn tượng không khác gì những bộ âm ly bán dẫn cao cấp. Thế nhưng, đó chỉ là một trong vài điểm chung hiếm hoi mà hai thiết bị này chia sẻ với nhau. Cùng sở hữu kích thước chiều cao, chiều rộng và chiều dài, cùng mang màu đen bóng sang trọng, nếu chỉ nhìn lướt qua nhiều người sẽ dễ bị nhầm lẫn. Niagara 7000 nặng 36,7kg, có giá gần 184 triệu, không chỉ gấp đôi về khối lượng mà cả về giá trị nếu so với Niagara 5000. Xét về công nghệ, Niagara 5000 gần giống phiên bản 1000 hơn là so với 7000. Máy được trang bị 12 ổ cắm, 4 ổ cho dòng lớn để chạy các thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng như power amp, đầu thu hay loa siêu trầm subwoofer, 8 ổ lọc siêu tuyến tính để cắm các thiết bị khác như preamp, máy tính, DAC, màn hình hoặc đầu đĩa. Trong khi đó, Niagara 7000 phiên bản cho các nước dùng điện lưới 220V chỉ có 11 ổ, 3 ổ cho dòng lớn, 8 ổ còn lại giống Niagara 5000.
cả hai thiết bị đều có công tắc chuyển chế độ standby, engage. Theo khuyến cáo của AudioQuest, người sử dụng nên để hai bộ lọc nguồn chạy mặc định ở chế độ engage, kể cả khi không dùng power arm để đảm bảo chất lượng âm thanh tốt nhất cho các thiết bị. Một điều nữa khiến cho Niagara 5000 giống như một bản nâng cấp của Niagara 1000, đó là máy được trang bị các bộ lọc V-Sai sử dụng tụ điện do AudioQuest đặc chế để chống nhiễu ồn dòng điện và nhiễu ồn sóng radio. Điều này giúp Niagara 5000 nhẹ hơn 7000 gần một nửa và giá thành cũng chỉ bằng một nửa. Tất nhiên, hiệu quả lọc nhiễu ồn có thể không bằng, nhưng Garth Powell, cha đẻ của dòng Niagara vẫn khẳng định Niagara 5000 đem đến chất lượng âm thanh lên tới 90% khi so sánh với 7000. Khác với Niagara 5000, Niagara 7000 ngoài dùng bộ lọc V-Sai còn sử dụng hai bộ biến áp cách ly nhằm giải quyết triệt để vấn đề nhiễu ồn, giảm nhiễu ồn trên suốt khoảng 21 quãng 8. Các biến áp cách ly này được bảo vệ bằng lá chắn Faraday, chính là nhân tố giúp các bộ lọc V-Sai có thể lọc nhiễu với một khoảng rộng như vậy. Bên cạnh đó, để lọc nhiễu từ dây tiếp mát, cả Niagara 5000 đều sử dụng mạch lọc siêu tuyến tính. Có thể thấy việc kết hợp mạch lọc siêu tuyến tính và bộ lọc V-Sai là phương thức cốt lõi để dòng Niagara có thể triệt tiêu các loại nhiễu ồn thường gặp. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi tìm hiểu qua về dòng thiết bị Niagara của AudioQuest. Có thể thấy, với những bộ lọc nguồn này, chắc chắn người chơi âm thanh sẽ được thưởng thức sự tự nhiên và chân thực nhất của thế giới âm thanh, tận hưởng những giờ phút giải trí tuyệt vời nhất, cũng như được lựa chọn để thỏa mãn trải nghiệm mà vẫn phù hợp với túi tiền của mình. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.